Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Vướng mắc trong việc chi trả tiền đền bù tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc. Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Lộc hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. Sau đây là nội dung chuyên mục. Dự án kênh Bắc Sông Chu Nam Sông Mã được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2015 trong quá trình thi công dự án đoạn qua xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, do gặp đá ngầm nên đơn vị thi công phải sử dụng phương pháp nổ mìn phá đá đã gây nên tình trạng lún nứt nhà cửa công trình của hàng trăm hộ dân. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cấp chính quyền và ngành chức năng đã tiến hành công tác kiểm kê, đánh giá mức độ thiệt hại, chi trả đền bù. Tuy nhiên, đến nay, việc đền bù vẫn chưa xong do còn nhiều hộ dân không đồng ý với phương án đền bù thiệt hại. Theo thống kê tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn xã Nguyệt Ấn có 333 hộ gia đình có nhà cửa công trình bị dạn nứt sụt lún hư hỏng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cấp chính quyền và ngành chức năng đã tiến hành kiểm kê, đánh giá mức độ thiệt hại để chi trả đền bù. Đến nay đã có 303 hộ dân thống nhất với phương án bồi thường và nhận tiền. Còn lại 27 hộ dân chưa đồng tình với phương án bồi thường nên không nhận tiền và tiếp tục có đơn kiến nghị gửi đến các cấp chính quyền đề nghị xem xét giải quyết như trường hợp của ông Nguyễn Hữu Tư. Theo phương án bồi thường, nhà ông được đền bù trên 300 triệu đồng, bao gồm tháo rỡ xây dựng mới một số hạng mục công trình và sửa chữa khắc phục một số hạng mục. Tuy nhiên, ông Tư cũng như nhiều hộ gia đình khác không đồng ý và đề nghị được đền bù toàn bộ công trình nhà cửa. Cái nhà tôi móng nguyên khối, bây giờ chia 3 phần ra, đằng trước cho tháo dỡ toàn phần một phần ba đằng sau một phần ba cho tháo dỡ toàn phần ở đoạn giữa đền mù vết nứt để gia đình khắc phục thế thì còn gì là kết cấu của một cái móng nhà còn gì sử dụng lâu dài từ đầu đến cái chỗ cái chân cầu thang bếp Đấy là nguyên khối là bê tông mà trường cho nhà tôi cắt đến một phần ba từ cái cầu thang bếp đó lên một cái gian của cái nhà lớn này là một tầng hầm một phòng tầng hầm một phòng tầng trệt và một phòng cái tên cái tầng ba là là ba là phá hết tháo dỡ toàn phần này là thay thế cái mới còn để lại hai phần nhà cửa khi nó đã om hết rồi mà bảo là thay thế từng mảnh tường hoặc là từng cấu kiện hoặc là từng cái chỗ nhỏ nền cũng bị hỏng hết rồi bảo bây giờ thay thế hoặc là sửa chữa một cái chỗ nào đấy tôi không đồng ý tôi yêu cầu tháo gỡ thay thế hoàn toàn đối với nhà tôi được biết việc đánh giá mức độ thiệt hại phương án khắc phục hỗ trợ đền bù đối với các hộ dân ở xã Nguyệt ấn do trung tâm kiểm định thuộc sở xây dựng thực hiện vì vậy, theo quan điểm của lãnh đạo huyện Ngọc Lặc thì việc đền bù tháo dỡ toàn bộ hay tháo dỡ một phần, Ủy ban nhân dân huyện sẽ thực hiện trên cơ sở kết luận của Trung tâm kiểm định Sở xây dựng. Quan điểm của của của, của huyện ấy, hư hỏng đến đâu thì đền bù đến đó. Nếu mà cái chỗ đâu phải phá dỡ thì trung tâm có ý kiến thì là à, có ý kiến thống nhất thì huyện cũng sẽ quyết định để cho phá dỡ di chuyển các cái chỗ cần phải phá dỡ. Còn chỗ đâu trung tâm vào cái này khắc phục sửa chữa và đúng theo quy định à, thì huyện sẽ thực hiện đúng theo các cái tư vấn của trung tâm kiểm định và sở xây dựng. Như vậy, theo quy định, việc xác định mức độ thiệt hại, phương án đền bù được thực hiện trên cơ sở kết luận của trung tâm kiểm định sở xây dựng không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc. Vì vậy, khi các hộ dân có ý kiến kiến nghị hay khiếu nại về phương án đền bù, việc giải quyết vẫn phải căn cứ trên cơ sở đánh giá của trung tâm kiểm định các hộ dân cần hiểu đúng quy định này để phối hợp cùng chính quyền địa phương sớm hoàn thành việc đền bù thiệt hại ổn định đời sống Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 1 năm 2019, nhiều chính sách mới liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực thi hành, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người tham gia. Theo nghị định 157/2018 của Chính phủ quy định thì mức lương tối thiểu vùng có 4 mức lương mới sẽ được áp dụng tương ứng với 4 vùng lương của cả nước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Cụ thể, vùng 1 4.180.000 đồng một tháng, vùng 2 3.710.000 đồng một tháng, vùng 3 3 triệu 250.000 đồng một tháng, vùng 4 2 triệu 920.000 đồng một tháng. Điều này sẽ khiến việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở mức tối thiểu của doanh nghiệp cũng điều chỉnh theo hướng tăng thêm. Nghị định 149-2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Theo nghị định này, từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, các doanh nghiệp phải công khai việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bên cạnh đó, người lao động còn có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi các quỹ do người lao động đóng góp. Nếu doanh nghiệp không tự kiểm tra thì đây là cơ sở để cơ quan thanh tra nhà nước về lao động tiến hành thanh tra đột xuất hoặc đưa vào kế hoạch thanh tra năm sau. Đồng thời cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân không chấp hành việc tự kiểm tra thì đây cũng là tình tiết tăng nặng để quyết định mức xử phạt vi phạm hành chính. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ ngày 15 tháng 1 năm 2019, giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc sẽ được áp dụng theo thông tư 39 2018 của Bộ Y tế. Theo đó, giá khám bệnh được quy định như sau: Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1, 37.000 đồng một lượt, tăng 3.900 đồng một lượt. Bệnh viện hạng 2, 33.000 đồng một lượt, tăng 3.400 đồng. Bệnh viện hạng 3 29.000 đồng một lượt, tăng 2.800 đồng. Bệnh viện hạng 4, trạm y tế xã 26.000 đồng một lượt, tăng 2.700 đồng. Riêng giá hội trần để xác định ca bệnh khó, chuyên gia trên ca chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội trần tại cơ sở khám chữa bệnh là 200.000 đồng. quý vị và các bạn, mở rộng các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giảm tỷ lệ nợ động xuống dưới mức chỉ tiêu đề ra, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công tác và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những giải pháp đã mang lại hiệu quả trong hoạt động bảo hiểm xã hội Viện Vĩnh Lộc năm 2018, giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao. Một trong những giải pháp được Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Lộc đẩy mạnh thực hiện trong năm là tăng cường các hình thức tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kịp thời nắm bắt những tâm tư nguyện vọng và những bất cập trong các thủ tục, việc triển khai các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các đơn vị cá nhân để phối hợp giải quyết tạo điều kiện thuận lợi để người dân và các doanh nghiệp tham gia và giải quyết các chế độ quyền lợi. Do vậy, tỷ lệ người dân trên địa bàn tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng gia tăng. Năm 2018, Toàn huyện có trên 72.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ trên 80% dân số. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gần 7.500 người, đạt trên 100% chỉ tiêu giao. Tỷ lệ nợ động bảo hiểm xã hội trên địa bàn chưa tới 2,5%, thấp hơn chỉ tiêu giao của tỉnh. Để mà đạt cái chỉ tiêu về người và tiền của cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Lộc đã phối hợp với lệ chi cục thuế ra soát các doanh nghiệp đã thành lập và đang hoạt động trên địa bàn huyện Mỹ Lộc để từ đó thông báo và yêu cầu các cái doanh nghiệp tham gia cho người lao động để thứ nhất là đảm bảo cái chỉ tiêu về phát triển đối tượng thứ hai là đảm bảo cái quyền lợi cho người lao động và chính vì vậy cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho đến thời điểm hiện nay bảo hiểm xã hội đã đạt và vượt cái chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao trong năm, Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Lộc cũng tích cực phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn huyện thực hiện tốt việc chi trả chế độ khám chữa bệnh cho người có thể bảo hiểm y tế, triển khai kịp thời các chính sách mới đến người tham gia bảo hiểm y tế. Các cơ sở y tế cũng tích cực đổi mới phong cách phục vụ, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo sự tin tưởng và giúp người dân thấy được lợi ích thiết thực và tầm quan trọng của bảo hiểm y tế. Tiến tới chúng tôi sẽ xây dựng thêm một cái khu điều trị để giảm tải cho cái khu điều trị nội trú hiện có. Chúng tôi cũng uh, mua sắm đầu tư, mua sắm trang thiết bị, đặc biệt là hệ thống uh, xét nghiệm, hệ thống uh, máy chụp qua lớp để phục vụ nhân dân, để giảm cái chuyển viện cho nhân dân. Năm 2019, mục tiêu của Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Lộc là đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế lên tiệm cận 90%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 35% lực lượng lao động. Do vậy, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Lộc đã đề ra các giải pháp quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu trong năm 2019. Chuyên mục Nhà nước và pháp luật tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.